cho vào quán. Rồi đây. Hai thằng hai hướng. Nó phải thỉnh thoảng phải có mình mà. Ví dụ không may nó bị xét. Không, còn là hai cái. Các chân như này nè. Chân này bị thẳng thôi. Khoảng có tiếng nói chuyện rồi nhá. Quay bệnh viện rồi. Hôm nay đi đâu bệnh viện? Bệnh viện rồi. Có 10 phút nhưng mà hôm qua sang bệnh viện rồi. Cứ quay cho còn tiếng hơn. Quay một tiếng hôm nay cũng cắt lại rồi. Thảo hơn không được. Quay cũng không được. Quay cũng không được. Thank you.
tuần nào nó phải. Phương Ninh cũng theo mẹ 12 giờ mới ăn xong đi. Hai đứa ngủ 4 giờ. Nhiều coi như là hưởng lương của thật xã ấy.